Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay đó Cu Lì sẽ chơi game Amabot.io. Cu sẽ tên là Cu Lì TV. Ok, bắt đầu game thôi. Amabot nghe là công viên nước đó. Được nước. Cu Lì đang hạng 16, một bạn đã bay khỏi nước. Cho bạn bay nhanh chứ. No, bạn này cứ chẳng đường. Chẳng đường, Cu Lì đá văng lên luôn. Ngấu à, con mèo chứ. Con mèo nè. Cho bạn đi luôn. Con sư tử. Con sư tử con bò. Cô này đang hạng 12. Con gái. Con gấu nè. Mình cho con gấu ra ngoài luôn. Oh no. Không ra ngoài là cái tí nữa mình bay ra luôn. May là cô này né kịp. Yeah. Cô gái. Nguy hiểm quá, khổng lồ xanh hả? Nhìn một con gái. Chẳng đường cô này kìa. Đáng ghét thiệt. Con bò. Hạng 2, cô này đang hạng 2. Yeah, hạng 2 các bạn ơi. Cố lên. Cô này được hạng 2. Chiến thắng rồi. Yeah. Đây là quảng cáo của Shopee. Mình sẽ tắt đi. Tiếp tục, cô ấy sẽ nổi nhân vật. Con monkey, con mèo nè. Con mèo đánh 500 lận, cô ấy có 200 thôi, cô ấy sẽ mua monkey. Rồi, play. Cô ấy sẽ con monkey chạy. Còn con khỉ. Amabot.io. Oh no, đâu có cục gạch cản đường vậy. Nữa kìa. Lẫm nào, tăng tốc. Cho bạn heo bay khỏi đường nước luôn. Cố lên. Tăng tốc. Wow. Hạng 1 luôn rồi, cô mình được hạng 1 rồi. Cố lên, đáng giữ phong độ hạng 1 nào. Ây da, tiêu quá. Cô mình bị trượt qua rồi bị cướp mất rồi xong luôn, bị cướp mất rồi, cướp mất cái hạng một. Tăng tốc nè, tăng tốc. Ây da, no. Rồi bị vướng mấy cái, hạng 3 không được hạng 1, buồn quá. Được có 50 xu thôi. Chơi lại nào. Lại quảng cáo nữa các bạn ơi, cô này sẽ bấm qua luôn. Bắt đầu cuộc hành trình. Tiến lên. Ấy da, dám đá cô này hả? Lấm lấm tăng tốc. Có tăng tốc rồi. Oh no, hạng 6 hả? Cô này đang hạng 6. Được chứ nhà vật nào. Lẩm tăng tóc. Ây da. Ây da, xuất hiện nữa, đáng ghét thiệt. Lại nữa. Nguy hiểm quá à. Hai cái tăng tóc luôn, một cái tăng tóc. Quay. No. Bay lên trời luôn. May quá tụi liền. Thua cuộc luôn. Té rồi. Bay mạnh quá, bay xa quá. Rồi thì tắt quảng cáo đi. Rồi, tiếp tục hành trình. Chơi lại nè. Thua một quán đâu hả? Quán này có vẻ là khó. Nữa rồi. Bị con mèo này nó cứ đá mình văng hoài luôn á. No. Khó thật. Game cũng khó lắm đó nha các bạn. Không có dễ đâu. Tăng tốc. Hồi đang hạng 6. Rồi xong, lết hạng nữa.
lên hẹn là rồi, hẹn năm tăng tốc kìa, quỳ thấy rồi tăng tốc nè, hẹn một luôn. Yeah, ôi da, rồi rớt hẹn tiếp, bị trúng cái cục một cái là rớt hẹn à. Ha ha, hẹn một, hẹn một, hẹn một, hẹn một. Yeah, hẹn nhất thành công rồi, hẹn nhất 169 vàng. A qua bắt chấm eo quảng cáo nữa rồi, quảng cáo nhiều quá, tắt quảng cáo đi. Mình 249, thôi bây giờ mình chọn cô gái nha, bây giờ mình sẽ chọn cô gái, bắt đầu đi thôi. Hẹn tới 16 lận, cánh đường cho tôi lượm tăng tốc. Loại bỏ hết, loại bỏ ra, không cho các bạn giành chỗ của cô này. Ao, đau quá, tăng tốc nữa kìa, học tăng tốc rồi. No 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 no, hay chạy phía sau bạn ấy hoài, thấy một bạn nữa rồi. Mày rớt hẹn luôn, cứ bay mỗi lần bay ra là rớt hẹn nè. Tháng 3 rồi, không được hẹn 1, không được hẹn nhất, chỉ hẹn 3 thôi, được 137 vàng. Mở được map mới, new map. Game hay quá, này game ao bắt chấm ao nha các bạn. Giờ mình tắt cái quảng cáo đi, mình sẽ được qua vòng mới. Kim tự tháp, mình đã có tiền, mình sẽ mở bạn heo 300 play với bạn heo. Bắt đầu của hành trình. Tạm được 10 vàng, học bẻ được 10 vàng. Cố lên, hạ càng nhiều mình sẽ được thêm nhiều tiền vàng. Thấy là tăng tốc rồi. Quỳ hẹn 7 hẹn 8 à, không, quỳ nó nhầm, mình hẹn 6 xuống hẹn là hẹn 5. Cố lên, hẹn 1 luôn, đâu 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 đâu, hẹn 1 rồi, hẹn 1 rồi, hãy chạy nhanh quá. Ao, ây da, rớt hẹn, may quá lượm tăng tốc kịp lúc. Lên hẹn lại rồi, cánh đường bạn chị nhanh quá à. Hạng 2, cô liền hạng 2, không được hạng nhất. 130 vàng, hơn bạn, hơn tiền vàng bạn đầu tiên luôn. 500 vàng, yeah, quảng cáo nữa rồi. Giờ mình nhanh gì đây, nhảy xà hả, may dữ vậy. 500 vàng, bây giờ mình sẽ nổi. Ủa, bạn có lại thấy 500 vàng mà sao còn có 216 vàng thôi. Chơi lại nào, tiếp tục. Cố lên, nghe béo đỏ luôn. Tăng tốc kìa, có lại thấy tăng tốc rồi. Mà bị bạn mèo này, bạn cứ cản đường mình hoài. Lẫm tăng tốc, ủn hết, ủn, 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 ủn. Ây da, kìa, một bạn, hai bạn được thêm vàng rồi. Hạng 4, quỳ đang hạng 4, hạng 2 rồi, rất hạng luôn, hạng nhất. Mất vương nguyện, bạn này chạy nhanh quá à. May quá, bay lại đường ray rồi. Có con này cũng được lên hạng luôn, hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất của cô ơi. Chánh đường, chánh đường, chánh đường, chánh đường, chánh đường hả? Yeah, hạng nhất. Nhà cô liền uống hết luôn á, cô được hạng nhất 182 vàng. Yes, 182 vàng, 182 vàng.
cực nào. À, cô này không thấy chỗ để tắt cái quảng cáo, các bạn đợi xíu nhé. Thấy rồi, tiếp tục nào, mình sẽ chạy một vòng nó thế nào mình cũng sẽ đủ tiền để mình mua được chim cánh cụt. Kêu chưa thấy thằng đốc nè, thấy rồi, liền vừa nhắc luôn là được thằng đốc rồi. Yeah, cái bạn chán nhiều vô, cái đúng rồi, kéo cái mảnh nó đi để cô lì chống đường cô lì đi. Hạng 6, về đây hạng 6 tăng tốc nè. Yeah, hạng nhất luôn. Không không, không hạng nhất, bạn kia bay vô lại đường ray thì cô lì cái bữa cướp hạng nhất. À không, cô lì đã lên lại, bạn chạy sát nhất cô lì luôn, lúc hạng nhất lúc hạng 2 cô lì đã xuất bẻ văng ra ngoài rồi, làm sao mà lên được. Cô lì không cho lên đâu. Ôi, bạn kia vô lại rồi kìa, bạn ấy cho bay vô được hay vậy. Cô lì hạng 2, bạn giỏi quá à, hạng nhất luôn, vừa bay vô kịp lúc được hạng nhất luôn, 130 vàng. Yeah, thành công 500 vàng rồi các bạn ơi. Gameao.mail khá là hay đó, các bạn chơi thử đi. Bây giờ tôi sẽ nâng cấp chim cánh cụt. À, có chim cánh cụt mà là con mèo. Con mèo, con mèo 500 con đó. Và các bạn ơi, lần sau mình chơi tiếp nha, đây là Gameao.mail. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cu Lì TV. Chào tạm biệt. Khi mà các bạn đi bay ra ngoài, các bạn nhớ các bạn xin lượng lại cái đường ray nha, để không các bạn xua cuốc. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại.